chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ bảy sau Chủ nhật 18 thường niên năm C. Giáo hội mừng kính Chúa Giêsu biến hình trên núi. Kính mời cộng đoàn nghe lời của Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, và kìa có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Phêrô và ông Elia, hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa hôm nay. Nếu phép là tại Cana đầu tiên Chúa Giêsu làm để tỏ vinh quang của Ngài cho các tông đồ, thì hôm nay sự biến hình trên núi, Chúa muốn củng cố lòng tin cho các tông đồ. Trong lúc mà Ngài nói về sự ra đi của Ngài, bị bắt, bị đánh đòn, bị giết chết, thì các tông đồ như thể muốn tháo lui. Hôm nay các ông đã thấy vinh quang và sự hấp dẫn của nước trời. Nếu được, chúng con sẽ ở đây luôn. Chúng con ba cái lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Cái vinh quang của nước trời đã có một sự hấp dẫn lạ lùng, chúng ta không diễn tả được. Vậy thì các tông đồ đã được củng cố niềm tin. Hôm nay chúng ta suy niệm để chúng ta cùng tiếp tục đi theo các tông đồ bằng lối sống của mỗi người chúng ta. Trước hết, Kinh Thánh kể núi. Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và đưa theo ba môn đệ. Núi là nơi Thiên Chúa mặc khải ý định của Ngài cho con người. Núi là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, ông Môsê đã lên núi để viết lại 10 điều răn, và khi trở xuống, mặt ông sáng ra đến độ mà dân chúng không dám nhìn. Có một sự thay đổi trong lúc gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã lên núi để mà cầu nguyện, và Kinh Thánh kể trong lúc cầu nguyện thì Ngài thay đổi áo rạng rỡ, sáng chói, và lúc đó thì vinh quang mới tỏ hiện. Vậy thì chúng ta suy niệm một vài chi tiết như thế để chúng ta biết rằng cái sự biến đổi khi mà gặp gỡ Thiên Chúa trong lời cầu nguyện là cần thiết, và chắc chắn nó sẽ xảy ra nếu như một ai đó đã đến gặp Chúa trong cái sự cầu nguyện của mình. Tôi và anh chị em phải tìm cái ngọn núi nào đây, và phải nói chuyện gì với Chúa đây? Tin mừng hôm nay đặt cho chúng ta câu hỏi đó. Elia và Môi-se xuất hiện để nói chuyện cuộc xuất hành của Chúa Giêsu sắp xảy ra. Chúng ta cũng vậy. Mỗi lần đi tìm một ngọn núi hoang vắng nào đó để cầu nguyện, thì hãy trình bày với Chúa về cái cuộc xuất hành của mình. Ai cũng có một cuộc xuất hành, luôn luôn là xuất hành, luôn luôn là ra đi để đi vào cái cuộc vượt qua cái cuộc đời này.
xuất hành luôn luôn phải là một cái điểm mỗi ngày mà chúng ta phải cầu xin luôn, phải ra khỏi chính mình. Xuất hành là sự thay đổi, thay đổi về trí não, thay đổi về đời sống, thay đổi về quan niệm để chúng ta hòa nhập với thế giới. Các nhà đạo đức khuyên chúng ta điều này. Thế giới không thay đổi được, mà làm sao chúng ta thay đổi được người khác? Vậy thì tốt hơn hết, bạn hãy thay đổi chính bạn. Khi ta thay đổi mình thì tự nhiên cuộc đời của chúng ta được bình an, được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta làm một cuộc xuất hành, và cứ mỗi đầu ngày nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Vì chúng ta biết rằng đối với Chúa là sự sống là một sự thay đổi, luôn luôn thay đổi, hoán cải là một sự thay đổi để chúng ta mỗi ngày giống Chúa Giêsu một hơn. Hôm nay thứ bảy, chúng ta cũng không quên Đức Maria là người đã theo Chúa, đã làm cho đời mình rập khuôn đời Chúa thế nào. Xin mẹ cũng cầu bầu cho chúng ta. Amen.